Có. Ê, ngát 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 ngát. Được con cá ngát cả nhà ơi. Tiêu rồi. Cho tiêu gì? Tiêu rồi. Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Vô. Vô. Dạ Tùng xin chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn cả nhà trở lại kênh 66 TV của mình nha. Đêm nay mình cùng với em Đạt đi thăm cầu cả nhà ơi. Cái gì? Nước chảy xuống chuyện mà ta đứng lên ăn sao sâu. Nó khéo tiêu vậy. Nước còn lạnh nữa gì. Nó khéo tiêu vậy. Cố kén anh mà anh hỏi ai không vậy anh? Bữa nay là mệt có ngủ rồi nữa. Phải hỏi anh. Anh hai em là phải hỏi anh. Cố kén không mà giờ anh đi hỏi ngược lại. Trên đường anh em mình đi cuốn câu cả nhà ơi. Gặp anh Nghĩa đang cuốn lưới cá sát. Lên con cá út rồi kìa. Cá nước ngoài mày. Chọc. Nó chơi trong đục cũng cá sát nhóc hết trơn rồi cả nhà. Lâu lâu có con cá út à. Con cái này. Đây cả nhà coi cái đục của anh Nghĩa nè. Đó. Cá sát. Được đó, được con mấy con học trò nữa kìa. Đó. Nước ngoài. Thăm dùm Đạt. Nhìn đây ơi. Giống anh tèo luôn chịu. Thôi mình đi cuốn lưới. Cho anh tranh thủ đi, anh lên chùm đi ở đây các em Đạt gỡ tiếp. Nó tới giờ cái rồi. Giờ đi cuốn câu rồi nè. Lên đây, lên ngay. Cục đá. Cuốn nó sâu. Lên khai. Thôi. Nước ngoài. Cái nước ngoài lên quá thôi, em đi cho anh lên cá sát anh nghe. Đi ạ. Là gì chứ anh? Mở cục lưới coi. Gì? Ủa lưới mượn hả? Chứ mở luôn. Trời ơi, tôi tưởng ông lấy thứ đông. Lưới đâu rồi lưới? Đúng lắm. Ờ hiểu. Cá đục rồi. Nhăn thử coi dính không? Cạo lậu cũng đậu luôn rồi. Đục như mưa như vậy ông hai nhân gặp. Nên phải nhăn thử coi. Quá trời đục rồi. Bữa nay chơi đi mượn lưới luôn cả nhà. Chơi cho lưới mượn luôn rồi. Ơi. Ủa cầm lâu không đậu luôn. Phèn nằm trên đống lưới nè. Phèn. Mượn về chia 5 năm hay sao không? Hả? Thì Đạt. Cái này cầm lâu không đậu rồi. Chú bị cuốn câu gì? Nước giấc này còn chảy lúc cái thùng cuốn vậy. Ủa? Nãy thả lưới gì mà nhóc cá thế vậy? Cá sát. Ừ. Cái này. Anh ba thả mà dính chiều nè. Vậy là anh và chị ba thả cá sát. Ừ. Ba làm mày Vinh, chị làm cho cá sát. Vinh con bự không? Lưới bự mà hả? Lưới 8 mà hả? Lưới 8. Ơi, lưới 8 dính còn nặng mấy xứng đáng ha. Ừ. Rồi, hết sức bự. Cái rảnh. Ừ. Cái rảnh không? Cá nhỏ nhỏ khó mấy. Ờ, rảnh không à? Có con mày Vinh bên đó hả? Ừ. Vinh còn cá sơn quá trời bự. Wow. Cá nó còn nhỏ, sáng dính hàng cá bành kia. Rồi. Cá sơn chị hai cho nó kêu cá quỷ. Cá đâm quá đâm kêu cá quỷ. Không, cá bự dính cũng dễ gỡ, có cá nhỏ. Dạ. Yeah. Trời ơi, con cá này gỡ ăn xứng đáng rồi, bán như nhiều bán có tiền lắm nè. Cá này 100 mấy tí. Dạ. Yeah. Nó khờ đó chị. Yếu yếu thì chị bắt mần để nó chết, yeah. Sáng nó chết không ngon. Rồi, nước cục hả giờ hả Đạt? Đi, cá luôn. Đi chưa? Thôi đi chị bay. Cá nuốt trâu rồi nó cục luôn. Anh em mình bắt đầu xuống lưới cả nhà. Đây là loại lưới 4 phân, lưới này bắt cá sát. Anh Đạt nói thấy nó ụt vòng vòng bè quá chừng luôn. Này hai cây không? Có cây à. À ngắn à. Đi đâu hôm nay tình cờ tuộn lưới luôn. Tuộn lưới về giao cho chị ba. Chị ba làm, chị ba làm. Ừ. Đạt. Bữa chồng vịnh rồi lưới rồi biết nó có cái đông không hả? Đông không. Này nó cục dữ rồi. Bây giờ anh em mình bắt đầu cuốn lưới cả nhà ơi. Để coi nay tay lưới mượn có làm nên kỳ tích không Đạt.
đó. Đó, ê, có cá rồi. Sinh kỳ. Sinh kỳ. Một con cá sinh kỳ đầu tiên. Nãy cá ụt quá chừng mà. Nghĩa ơi, Nghĩa, cá sinh kỳ nha Nghĩa ơi. Sinh kỳ, sinh kỳ. Cậu. Bà không có miếng gách đây nha. Mấy bữa hà bà giác lứ à. Cóc trò luôn. Trò. Anh em mình bữa cũng không có lâu nên bây giờ mình cuốn rồi, cái học trò nó còn mạnh. Đưa con học trò 150 gram. Gì mà không dính nè, khôn ghê. Hay là tại nó đi nổi quá đạt, nó đi cao quá không? Không biết. Có thể tại lên nó ụt mà có kìa, phải có lưỡi phao ngon hơn. Bữa nay chắc cá sát nó đi cao rồi cả nhà. Nào có lưỡi phao hả, dính dữ lắm. Có cái dẫm nữa kìa, cái dẫm nha nhà. Cái dẫm này phải lưới chừng 6.5-7 phân dính, 8 phân chắc lọt. Hả? Chưa, nước còn chảy dữ lắm, mũi chưa có được đâu. Nhưng này anh bổ một cái, anh ngụm bọc lên cho coi. Nay canh bổ lưới neo hả anh Lộc? Nước còn giống luôn là hẳn cái thùng nó cuốn cái gì. Anh xuống hồi nào? Đây là ghe lưới của anh Lộc mình đó nha. Hello mọi người. Nó khôn thiệt chứ. Nãy con món gì? Thằng nhóc. Cục quá trời luôn. Chịu không nổi làm sao. Cái thằng bóng hơn lòng tông nữa. Làm sao chịu nổi. Thằng đó đâu có đem tay lưới đâu, chạy vô mượn tay lưới chị ba nè. Ừ chứ đâu có đem lưới đâu. Nè chơi ghê không? Chơi ghen mà. Chị mà không dính vậy. Khôn thiệt chứ. Ra đục chứ không dính là không dính đó. Nước còn chảy dữ lắm. Dạ. Giật này nổi nè. Giật này nước còn chảy dữ lắm. Gạch thẻ làm như chị ba bắt cưa hay gì thắng ghen hả ta coi, chứ không phải chặt. Cưa. Ừ. Có con cá này kìa. Xác. Dằn nó không có dính đi. Có hai ba con gì à? Hả? Nãy thấy ụt quá chừng. Cầm lòng không đậu. Đeo cá sát mà dính có hai ba con. Hồi sáng này ta kiếm cái cá sát quá. Trời ơi, anh văng lên nguyên cái cây luôn hay gì đâu Nghĩa. Lâu quá trời không gặp anh Nghĩa mình. Đây là anh Nghĩa 2 năm 3 đứa nè cả nhà. Lâu quá trời, anh Nghĩa chào khán giả của em đi. Dạ, anh chào mọi người. Trời ơi, từ hôm đó nay trốn dịch gần. Dạ. Anh bỏ đây là lâu lắm. Xuống dưới này em cuốn lên nữa. Rồi, hai em đi anh ơi. Sao, bữa nào gặp nha. Em cuốn lên bữa là vừa đó, chứ giấc này nước còn chảy dữ lắm. Mình được có 4 con cá. Bốn cá sát à. Là, thấy nụ con cá học trò với con cá rảnh. Rồi thì 6 con. Tại giác lưới này ngắn nè. Đoạn lưới này khoảng 60 thước. Thấy cá, đậu quá chừng luôn. Đợt kham, chạy vô mượn tới lưới đi ba. Vậy mà được mấy con cá, ổn quá. Bây giờ anh em mình lên đường đi cuốn câu cả nhà ơi. Tới nào em tính ngâm tới mùa 1 giờ em mới cuốn. Ừ.
anh dư dày dữ lắm. Rồi mình sắp xếp lại cái chỗ làm việc của mình cả nhà ơi, tính cho gọn này. Rồi mình quấn phao phụ anh đợi chút xíu rồi tôi quay tiếp cả nhà nha. Còn một cái kéo khác nữa. Xong kéo mới. Mới tôi nói đó. Kéo mới. No luôn rồi Lộc ơi. Dùng câu quá chị. Ai giữ đây có ai lâu không ấn lợn cục luôn rồi nè. Ờ con cá gì nè. Rồi. Rồi. Rồi đâu rồi. Cầm tông. Ê, làm tông gì vậy thòn á? Con cá gì vậy? Con tất cơm quay. Ủa, cơm hả? Bự vậy? Đâu, đây rồi. Để nó chết ạ. À? Ờ, à, cá gì á, chứ không phải có cơm luôn. Nó còn chảy lắm. Đứng nào đứng. Ở dưới đây nó vậy đó. Ở ngoài nó còn chảy cái thùng này lúc vậy. Rồi, anh em bắt đầu thăm câu cả nhà ơi. Trời á, vững rồi đó. Anh Lộc tiếp tục là lưới. Ủa lưới hỏm hả? Dạ. Phải không? Lưới cá. À. Dạ. Ơi. Giăng câu chỗ này dễ bị cài thiệt chứ. Cá gì gịch gịch tiêu luôn rồi. Đó, còn. Còn ha. Còn. Đó, cá sủ. Cá sủ. Mở hàng con cá sủ cả nhà ơi. Còn con nữa. Câu mà tôm lóng là phải miếng cá sủ chứ. Sủ này chừng 250g. Qua khúc đó ha Đạt, qua khúc vọng không? Qua. Em chưa chân lợi cái đầu neo mà thấy đầu dồn thấy lo rồi. Căng thẳng à. Đó, ơi. Đục gạch làm hết hồng. Chưa nghe đồng tính cho nhà ta. Cá chạy không nghe luôn rồi. Ê! Ôi trời. Giang thấy bà xa quá. Quá trời bự. Được con cá sủ thứ hai. Con trước lên 250g, con sau lên chừng 100g. Dữ rồi. Cuốn câu mà anh Lộc kèo theo mỗi tay luôn. Ở trong đây, lúc nào trong đây nó đưa ra, nó lộn xuống đâu. Cái thùng em nãy còn cho lên mà. Gió nó hỏi anh thấy vậy đó. Dạ, vậy cái thùng em tránh còn chảy lúc cái thùng mà. Anh Lộc bổ ngay đây hả Lộc? Anh tính bổ ngay đây ha. À. À, nó nước còn mạnh dữ lắm. Bữa nay đi thăm câu mà trước khi đi thăm câu là anh em mình có bonus thêm một đoạn lưới này cả nhà. Còn bây giờ mới làm móng chính nè. Lưới lần nào? Đó, ơi ngát. Được con cá ngát cả nhà ơi.
tiêu rồi. Chú tiêu gì? Thì kìm nãy có đem lại không? Ông mất tiêu không? Tiêu rồi. Có đem lại không? Ông mất tiêu. Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Đây nghe. Chừng 300 gram. Đâu quên nữa. Bỏ bỏ nó vô đây đi. Bỏ nó vô đây đi. Mở đục. Vậy cái mình đổ vô dễ hơn cả nhà. Vô. Mò quên thinh. Màu tươi ngon gì mà nó không rớt hết rồi. Không còn nói tươi ngon, con nó trắng này. Nhưng con nó cũng chết chứ. Đó, con nó mà ngon đó. Trời ơi con, sói luôn. Còn nữa nè, đó. Vậy mà không rớt. Con cá gịch người bự á. Có cá gịch, có cá gịch. Kèo lẹ lên, Lộng ơi, có cá gịch nè Lộng. Bự bự nè. Đó, đó. Ê ơi, móc mày cái nách luôn. Chơi gì móc nách người ta không? Thả luôn. Móc gỡ con gà luôn. Chạy rồi nha. Bắt đầu nè, quay cảnh này cái Út anh chạy nè. Móc vừa nách khó gỡ hả? Móc miệng hả? Ôi, gỡ con gà luôn. Trời ơi. Gỡ con gà luôn rồi. Sâu dữ. Tôi câu cái ngạnh nó bự nó móc vô cục. Vinh còn cá Út mà gỡ như lâu như còn cá ngát rồi đó. Không ngờ Vinh vô cái nách gì mà nó chắc dữ rồi nè. Chứ nó nách sẽ bỏng chương. Cái gì nghịch bự bự đâu ta. Con ơi. Ôi thôi nó chạy địch nữa không? Ừ. Nói có mọi người anh Lộc thì sẽ giết giết lên rồi kìa. Đó. Cũng cay cái gì đâu không. Người tới. Đó người tới rồi đó. Ừ, chắc này gió cái xuống quạt ngang không, có cuốn chết. Có bánh láng đẩy à, gì làm lỡ được. Ừ. Đó, 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 đảo. Cái xuống. Cá sấu cả nhà ơi. Con này trọng trọng rồi nè. Đó. Nửa ký. Nửa ký, nửa ký. Cái màu nó ngon. Có đồng tấn không nè? Có. Có hả? Cá kế cục gạch. Đường tới cục gạch á mới là cái chỗ nguy hiểm. Chỗ đó là cá nó hay ăn lắm nè. Chỗ đó hấp dẫn á. Thấy cục gạch là thấy là tới cá rồi đó. Hả? Không. Con cá nó gịch đây nè. Đó tới cục gạch nè, nè, nè. Tới cục gạch nè. Còn xa. Phải không? Chứ thường thường nó ngay cục gạch không á. Vòng vòng cục gạch á. Bên đây bên kia cục gạch thôi. Mình lên cục gạch trước là tới con cá đó. Còn tốt dưới á. Chị này cục gạch sao hả? Ừ, cá cũng bự bự á. Còn dữ á. Không ăn cái này đúng không? Nó mới bự. Rồi, được thêm con nữa cả nhà, 4 con.
nè thầy ra ừ. Đó còn phải không? Ừ mự á, thấy chưa? Thấy điền điền tưởng cá ngát chứ. Đây nè cái lá lục bình. Ừ. Con. Đó khúc mày lên mới đã nè. Lên. Chưa nữa. Con vị nè. Thằng cái rồi đó. Thế nhảy. Làm gì mà nhảy kìa. Cá bên cũng gặp nó. Ồ, cá cóc luôn. Cá cóc. Hàng gì nó chạy quá đạt. Cá cóc nó chạy dữ lắm cả nhà ơi. Ồ, được con cá cóc. Cá cóc này mình để vô đục rồi. Rồi. Đó, mạnh lắm. Ồ, được con cá cóc cả nhà ơi. Ồ, mạnh. Con này chừng nhà, nửa ký. Vô. Nhìn đầu cả năm nay mới dính được cá cóc. Ừ, anh làm trước giờ anh đi gần hình như cũng chưa dính cá cóc nữa đó. Phải không ta? Không dính đường con chút xíu xíu. Ừ. Chắc con đó chạy đó. Thường cá cóc mạnh lắm. Anh hai nói anh thảy không biết bao nhiêu con cá cóc mà giăng câu rồi nè. Cá bự luôn á. Con cá nè. Còn nữa nha, con nữa. Đó, nghịch dữ rồi. Bự bự. Còn hay gì chứ xa lắm. Xuồng nó quay ngang hoài. Còn quay ngang chỗ này không biết cái gì chụp cái ngát vô đại báo rồi. Bắt cục gạch luôn. Quay ngang nữa kìa. Bơi cho xa xa đi, mới mất có 1 dặm 2 dặm mà đâu có xa. Rồi vô quay xuồng ngược lại, kéo lên. Cái bánh lái nó bị gãy cái đuôi rồi. Ờ. Cá nó gịch cũng bự bự rồi đâu mà ta. Đó. Đưa con cá sấu. Bự hơn nửa ký hơn đó, có cá nữa đó, tới điểm rồi đại ơi. Nãy giờ anh chờ có nhiêu đó, tới bài cái là nó ăn lên câu liên tục với cả nhà. Vừa gửi con này là nghe con kia gặp thì mê đã hơi vắng hả. Dính phì rồi. Ừ. Ta điểm cá sấu rồi cả nhà. Có lý. Vô. Thêm con nữa.
Mắc y chó của anh. Thứ nặng quá nặng. Ủa ôi. Ôi. Hầu như anh em mình đi thăm câu là 10 lần hết 9 lần là phải ủi, ít nhất phải 1 lần ủi. Trước giờ có bữa nào không ủi không ta? Có chứ. Hình như anh không nhớ ra luôn, tại nó quá ít. Đa phần là ủi. Đó, lên đó. Đưa lên nó hay vậy. Lên lên. Đứng lên rồi. À, chết. Ủi. Bắt nó bỏ vô mới được. Hả? Ngán. Sao? Cũng tháp hàng đơm em ạ. Trời ơi, vậy hả? Còn không, còn quên không? Nữa. Ê, còn không? Mới bỏ vô chút xíu mà chắc còn. Hồi chiều bố câu xong cái em Đạt đi câu tôm đó nha. Được hai con bự lắm. Đó, ôi càng. Này đúng là càng xanh nè. Đó. Tôm vô tôm nhất không Đạt? Nhất. Nhất luôn hả? Con tôm nhất, con tôm nhì. Con lửa nè. Rồi, con lửa. Con lửa, đúng rồi, cái chót càng nó đỏ nè. Rồi. Được, thấy không mạnh hết. Tôm cá ngát nó vô đá em Đạt quên. Con cá cóc với lại con cá ngát vô, mà nhất là con cá ngát nè. Vô nó gặp tôm rồi cắn à. Nó thù lắm, nó không ăn được, nó cũng cắn nữa, tại bự quá. Còn mấy con tôm nhỏ thì nó ăn, nó tầm bự rồi nó cắn. Rồi trở lại với đường câu cả nhà ơi. Ủi lên rồi đó. Lên rồi bắt vài con cá bự coi. Lô bắt mang tôm sùng quay xuống à. À mình cuốn quay lên lại mà. Rồi anh lọc cái này về đúng rồi. Anh nói nước xuống quá thông bổ luôn hả ta? Nè. Đó đó đó, cá ngát cá ngát. Thấy chưa? Ủi cái gốc này là có cá ngát liền. Mà ủi rồi hồi cái tới khúc trên hết ngon. Thấy chưa? Hôm nay dân không đủ mồi á. Nó chết nhiều quá, hôm nay nó bị nó chết nhiều quá, dân cũng chơi tép chết. À. Nắng quá hay sao ta? Hay tại vì đợt mua hôm nay nó đợt yếu. Mua nó bị yếu. Nhưng mà được. Hơn là mình bỏ mang tôm ra để hơn con cá nhát này vô là nó cắn. Tự anh đi đều ủi mới nhớ. Hơn là ủi mới nhớ. Cắn dẹp đít vô giờ. Rồi. Vô. Ờ, tới cục gạch nè. Không nghe gịch. Cục gạch này không có cá. Đó, 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 thấy ăn trắng. Cái sủ. Thấy nó đảo đảo. Thấy cái sủ đảo đảo liền. Chạy hết nổi rồi. Đó, kéo mới nè. À, chưa kéo mới luôn. Chưa kéo mới luôn. Cá này mới lên nè coi nè. Trời ơi. Dạ. Ủa con cá gì vậy nè? Có gâu à? Rồi cá ngát quá. Đúng không? Nhưng mà cá ngát quá. Xích cá bào tử ra luôn. Bào tử hay gâu? Bào tử. Ủa cái gâu. Thì nó cái gâu mà, nhìn cái gâu. Trời ơi. Gâu ngát cộng rồi. Rồi cá ngát chắc luôn. Thì đâu nó móc ngay cái gâu đó nè. Cá gâu này nó cá bự lắm nè. Móc ngay cái gâu. Ủa cá ngát cá thì nó bự lắm á. Cá ngát thì đâu có nổi. Cá ngát nó chạy luôn à, nó sống. Còn cá sủ á, mình vuột nó mới nổi. Cá ngát thì nó xích gâu nó chạy thôi. Nó mất cái gâu vẫn sống mà. Trời, ủa con cá ngát này câu tầm cả ký lô. Thôi đem gâu đó về nấu chua ăn. Bỏ túi. Nấu chua chứ. Còn cá ngát nó cả ký á. Lấy vị hay là anh chưa lấy gì. Xích cái gâu ra quát cái lử luôn, chui chứ gọ chứ cái gì. Ừ. Rồi dướng nữa nè.
Rồi. Căng gì? Còn nữa. Phao mình đâu? Phao mình xích dịch đó. Bổ chích ngoài đây á, còn có cá ngát. Nước nó nặng dữ ta. Đứt luôn hay gì? Thấy dữ nặng quá chừng luôn. Đứt luôn. Căng gì? Đường cầu cũng cứng như ngọn dây đợn. Dần gì à? Đứt thiệt rồi. Anh đầu phao trên cũng xuống nhà. À quên, mình coi đầu phao. Trời ơi. Anh bị ám ảnh cái vụ mà đứt câu hoài, anh sợ rồi ơi, quên. Mình còn cái đầu phao đó các bạn ơi. Đứt ở đây thì mình lên đầu phao kia mình cuốn còn rồi. Không sao, chưa sao. Nói nào, anh nhìn nè. Đó, đứng chị, nói nào, lục bình còn cho lên thấy không? Nói nào, ngoài đó nó còn cho lên thấy không? Ở trong vợ nó lộn xuống vậy đó, lúc nào nó cũng lộn xuống hết trơn á. Quên rồi. Để mình tiếp tục cuốn dây đầu phao phụ với em Đạt cả nhà. Nước vô trong thùng. Rồi mình quay tiếp nha. Để xuống máy xuống. Cái câu cá ngát còn đây nữa. Nó kéo qua nữa thùng phao, em Đạt kêu dướng nặng rồi. Giờ quấn vô mũi xuồng, ủi dây phao luôn. Nãy ủi câu, giờ ủi dây phao. Bữa ít ủi, bữa ủi liên tục. Lên nhẹ nhàng. Còn nữa. Không thấy lên. Còn mắt nữa. Quay xuồng lên nè. Nó thấy chưa? Chứ nặng dữ ta. Lê quay một hồi anh em mình cũng kéo được cái neo lên rồi cả nhà ơi. Nãy giờ không biết dướng gì mà nặng dưới thân. Cái neo còn nguyên đâu, bị quét, bị cài, quét gì đâu nè. Cưa đường câu nè. Vậy là dướng đường câu chứ không phải dướng neo ha. Dướng đường câu tưa chứ. Dướng viền. Mắc nữa nè. Còn dướng hả? Còn. Nó cưa sờ sòn cái dây câu hết trơn nè. Nó không còn láng nữa. Đứt con gọn lử luôn. Cái này kêu là bị tuốt. Tuốt lử. Ở đây mình ủi nãy giờ hơi lâu rồi đó. Lử nó mắc vô gọ ở dưới đó. Cái nào gì tuốt hết trơn. Nãy giờ nặng quá. Cực. Bà cậu đổ cho em Đạt chín con cá sú chừng 3kg được rồi. 3kg đi bà cậu ơi. Đứt dây hả? Wow. Dây gì tóm lại hay gì vậy? Lưới dưới đây. Rồi chắc lưới cái xác quá. Đồ quát lử. Chứ dữ lắm á. Câu cũ qua hai nữa. Hai lưới vô chùm. Này chi nó dướng cái câu mà nặng quá mà. Cái gì còn nữa hả? Tưởng nó xong rồi chứ, tưởng nó qua rồi chứ trời. Qua đâu nó cưa hoài. Rồi. Khúc này có cá cũng bị sức ra. Ủa nữa. Trời ơi. Đó, cái đường câu mà bị dướng vậy là sức cá hết trơn nha. Mặc dù nếu mà nó dính thì cũng bị sức. Giờ mình ủi sao cho nó lên đường câu á, mới mong có được cá thôi. Nó dướng cái câu cũ chứ. Ủi nữa, nãy giờ ủi quá trời ủi. Bây giờ dám hai xị xăng rồi đó. Chưa lên. Chưa hả? Chưa. Trời ơi. Bữa nay gió dướng cái thứ gì vậy trời.
Mấy đứa mắc đường câu kia mắc nó liên tục sao? Đường câu kia dưới vài lữ thôi chứ. Nó xe vô. Cái lúc này kéo nặng lắm mấy nè ơi. Dưới. Ờ lữ quát trơn. Có lữ đứt lữ quát. Thế nào chịu không nổi quát. Lữ mà nó chắc thì đứt luôn, đứt dây. Có lên đâu. Rồi tiếp tục quấn vô mũi xuồng. Mình quấn thẳng dây rồi mình kéo nó mình nổi nó có lực hơn. Mày gì đâu. Tình hình sao rồi đây? Đứt rồi. Đứt nữa hả? Anh tưởng lên chứ. Đứt rồi. Trời ơi. Đang muốn hy vọng cầu và cậu độ cho khúc sau này dính cá. Anh em mình có tiền đó nha ơi. Mà cái này đứt nữa rồi. Này còn ít đó, chắc thì sao? Bỏ luôn chứ gà gì nữa. Cậu dính chí vào gà. Anh cũng nghĩ vậy. Anh nghĩ chắc ít quá. Bỏ. Nó dướng kiểu này nó tuốt lử hết trơn rồi, không trông mong gì dính cá đó nghe ơi. Vậy là xong rồi đó. Thôi. Được hai cái ngát hả ta? Con cá cốc. Lử rồi nó chạy vô rồi nè. Với lại đi coi 7-8 cá sủ á. Ủa? Ai mà tớt con dây bự cho bá lửa á vậy? Ba. Bảy con được bốn con bự bốn con này nè con dây câu của ai nữa à vậy là chắc chắn là hôm nay mình bị dướng đường câu cũ rồi đúng không nè con dây tóm mạnh kia nè con dây tóm của em một xíu rồi kéo khúc này lên nữa là anh em mình đã thăm xong cái đường câu cả nhà ơi để tổng điểm lại phần cá hôm nay được 7 con cá sủ cả nhà ơi nhưng mà bốn con này chắc được gần 2 kg rồi nè. Bốn con bự nữa. Hết của câu này khoảng 2 kg hơn ha. Hết 2 kg. À. Như này mình được 2 con cá ngát với 1 con cá cốc là hết đã. Hết. Cái gâu cá ngát. Ờ. Quên nữa. Hồi nãy giờ anh em mình dướng cái gâu quá nha. Ấm ức dữ lắm luôn. Đây đây đây. Thiệt tình ủi cái thà là không thấy thì thôi hả Đạt. Thấy là biết thế nào cũng có con sảy con cá ngát rồi đó. Anh em mình đo con cá ngát trong đục với lại cái gâu này coi nó cỡ không nha. Bây giờ để thầy Đạt khám coi. Khám coi con nào. Cái gâu này cũng đưa vô đo coi. Bự hơn con này cái lượng 600 giảm. Vậy là bự hơn hai con trong đục chứ gì? Bự hơn. Đúng rồi, thấy bự hơn. Rồi rồi, vậy là cuối cùng anh em mình xảy con cá ngát này là cỡ cả ký hay đây ha. Không mà theo anh em nhìn ai. Cái này đúng là thầy Đạt đó, nhìn gâu mà đón cá hả Đạt? Ở đây mình được cái cốc này ha. Cốc. Ôi dạ. Còn mạnh. Cái kéo qua đây kìa. Lùa qua, ờ đúng rồi, chẳng thấy, đúng rồi. Đây là cái cốc nè, nhìn nổi ký hả ha. Nổi ký. Còn mạnh quá, mạnh mà. Cái cốc ăn trâu mà đâu có sờn mình, đâu có gì đâu. Chứ mình được 2 cái ngát. Còn hồi nãy em Đạt mình đi câu rồi được 2 con tôm càng. Mày khủng, cái kéo anh coi coi. Đó, lấy cái này. Đó. Đó cả nhà. Còn lúc anh em mình chuẩn bị đi thăm câu thì gặp cá sát ngọc quá chừng luôn. Em Đạt chạy lên mượn ra lưới chị ba. Đợi thả được có mấy con rồi. Không còn. Nó cừ thiệt chứ. Đã xong buổi thăm câu của anh em mình rồi. Tùng kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.